Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em kích thủ trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em và ủng hộ những dòng sản phẩm máy bên em ha. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em đã đặt niềm tin cùng cơ sở bên em ha. Và tiếp theo những video và những con máy trước nha anh em, là hôm nay em cũng xin trả một cái con đơn hàng, một cái con máy kích lường ha, máy chuyên kích lường, máy cơ nha nè. Thì đơn hàng này em xin trả hàng cho anh Tính, khách hàng ở An Giang ha, khách hàng ở Đồng Hương An Giang. Thì tổng quan con máy đây anh em cũng đã nhìn thấy đây ha. Đó. Thì em thiết kế dàn cái dàn công suất là mỗi bên 8 con D. D7 18 ha. Và hai bên là tổng cộng là 16 con. Thì dòng này là dòng chuyên đánh lương nha anh em, là máy bên em này có hội tụ đầy đủ chức năng bảo vệ và chế độ an toàn và cái hiệu quả cao cho anh em ha. Thì con máy này có chức năng là chống dập ngược, để chống dập vợt ha, và cái chế độ chống ẩm của con máy luôn ha. Em đã phủ chống ẩm lên con máy để giúp anh em mưa nhỏ hoặc là vô tình rơi rớt nước thì nó không ảnh hưởng nghiêm trọng về cái dàn nội thất bên trong của con máy ha. Thì dòng máy bên em á, thì anh em cũng lưu ý cho em ha, bên em bán máy, bán chất lượng máy, hiệu quả máy ha, và cái độ bền an toàn của con máy, chứ em không bán máy đếm con tính tiền và cũng không bán máy thở lửa, không bán máy thắp đèn ha, anh em lưu ý cho em ha. Chứ không phải đèn sáng ăn tiền, đèn lửa nhạnh ăn tiền đâu nha anh em. Ăn tiền ở chỗ là bên em bán này, quan trọng là cái hiệu quả thôi ha. Thì dòng máy này bao anh em đánh là lương, nó bật, bao bật cho anh em, bao cứng cho anh em ha. Thì dùng cho những cái bờ mương, bờ mẫu, đất ruộng, nói chung là tất cả các môi trường đều sử dụng được nha anh em. Đây, thì mặt trước của con máy đây có cái đầu ra thì em làm cái bài cắm ha, là cái sẽ hỗ trợ cho anh cái phích cắm đặc biệt cái phù hợp cái này ha. Phích này là phích phi 4 nha anh em, phi 4 nó mới vừa cái bài cắm này ha. Đó. Thì có hai chế độ đánh nha anh em, chế độ 1 là chế độ yếu ha, chế độ 2 là chế độ mạnh hơn. Thì anh em cứ nghĩ là 110 với 220 đi ha, mặc định nó lại như vậy đi ha. Thì trong trường hợp nè, nước cạn đó, thì anh em đánh số 1 ha, hoặc là có thể đánh nước sâu được thì đánh số 2. Nói chung là tùy cơ, không biết anh em thích chế độ nào anh em đánh chế độ đó ha. Nếu nó phù hợp là với cái kinh nghiệm kỹ thuật của anh em thì anh em để mức này anh em đánh ha. Đó, tùy ý anh em ha. Còn đằng sau máy ha, có hỗ trợ cho anh là dây cò bóp dài là 1m7 1m8, là phù hợp cho anh chuyên đi bộ nó không bị vướng nhấp ha. Đây là dây kẹp nha anh em, là kẹp dây kẹp 2.5 dây đôi ha. Đây dây đỏ này là cộng nè, đen là trừ ha, có cái bao đen là trừ, dây là vàng ha. Thì cò bóp em sử dụng cò bóp hiếp thủy tinh, loại tốt nhất thị trường hiện nay. Còn đây là cái ký hiệu ha, cộng trừ cò bóp đây ha. Thì cái này thì có lương trong bịch trong lùm á, nó chép lớn cho anh em ha, nghe dễ nghe, dễ biết. Còn ở ngoài trống chúng ta thấy được á, có bao nhiêu thì nó bật cho anh em hết bao nhiêu ha, bảo đảm cho anh em ha. Vụ bờ mương, bờ đê, bờ ruộng rồi đó, có bao nhiêu anh em chích là nó cái độ vực vọng nó xa và cái lương nó bật cái đầu lên, nó quơ rồi anh em lại lụm thôi, nó chung nó cứ ngắt ha, không có mềm nhũng như cái những dòng máy khác ha anh em. Cứng mà lâu tỉnh ha. Rồi bây giờ em đã kẹp mình vào và tiến hành test con máy cho anh ha. Rồi đầu tiên xin thử bóng đèn trước ha, coi nó điện đầu ra nó có hoạt động hay chưa và nó có ổn định hay không ha. Thì anh em cũng không xa lạ gì với những dòng máy bên em rồi, nếu anh em kích thủ đó sử dụng qua cũng đã phản hồi lại cũng khá nhiều nha anh em. Những
những video, những hình ảnh mà anh em có thu hoạch được, anh em có chia sẻ lại cho em á. Rồi trước khi test con máy, em cũng chia sẻ với anh em mà cái một cái video ngắn ha. Thì em lấy trên trang của em thôi, thì em đăng những trong những mấy tháng trước á, thì khi nhiều quá anh em kéo anh em tham khảo thì nó khó khăn, nhưng em lấy một trong những cái video chia sẻ là cho anh em cái hiệu quả và cái độ thu nhập á của anh em kích thủ đã sử dụng qua cái dòng máy chi kết lươn anh em á. Anh em có phản hồi là cái video cho em chia sẻ là cho anh em được, để anh em tham khảo ha. Thì đây nha anh em. Rồi video đã kết thúc nha anh em, là anh em thấy ha, nó cái phản hồi thực tế ha của anh em kết thủ đã sử dụng qua dòng máy bên em, đã có phản hồi là thực tế đó, anh em xem cũng thấy ha, xem cái độ hiệu quả của con máy. Rồi tiếp theo em xin tiến hành test con máy của anh Tính ha. Đó. Rồi điện đầu ra đã có nha anh em, đã hoạt động bình thường ha. Đây giờ bây giờ xin thử cái phần chống chập vợt ha. Nói chung đối với con máy cơ thì mình chập vợt là vô tư, nhưng mà trong trường hợp á thì để em đảm bảo cho cái an toàn khi anh em về sử dụng, để coi nó có ổn định hay không ha. Tại vì nếu dàn công suất nó không ổn định thì nhiều khi anh em chập vợt nó sẽ ảnh hưởng tới về công suất ha. Rồi em đây em đã test cho anh Tính, khách hàng ở An Giang, để anh an tâm mà sử dụng máy ha. Rồi giờ anh thử phần chống chập vợt nha anh em. Rồi em chuyển sang chế độ số 2 là áp 220 ha. Đó. Rồi cái điện đầu ra đã ổn định nha. Rồi sẵn sàng và gửi đến anh ha. Thì cái video tiến hành test trả hàng con máy chi kết lương cho anh Tính, khách hàng ở An Giang ha, khách hàng đồng hương của em luôn nha anh em. Là anh này anh tên Tính ha, còn em là tên Tiến. Trà chữ Tính của anh là có chữ H, em là chữ Tiến chỉ là không có chữ H ha, chữ uy tín nha anh em. Còn là đây là thì trước khi kết thúc cái video của anh ha, em cũng xin gửi lời chúc đến sức khỏe đầu tiên là gia đình của anh Tính, khách hàng ở An Giang, khách hàng đồng hương, là chúc gia đình anh và toàn thể những anh chị em kích thủ trong thời gian qua đã luôn đồng hành ủng hộ kênh của em và đã có chia sẻ lại những cái phản hồi, những hình ảnh, những video thực tế ha, để em chia sẻ lại cho anh em kích thủ khác để anh em tham khảo á. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em và chúc tất cả luôn luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và vụ mùa thu sức khỏe luôn luôn tràn đầy và gia đình đầm ấm hạnh phúc ha, yên vui và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn anh em nào có yêu quý mình, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh, có động lực làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả cao
để gửi đến tay anh em kích thủ ha, để cho anh em nuôi kiếm kế mưu sinh ha. Và trong video có gì sai sót thì cũng kính mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua ha. Những đơn hàng tiếp theo của anh em kích thủ đã đặt bên em á, em cũng cố gắng làm hoàn thành sớm nhất để có thể trả kịp đơn hàng cho anh em trong trong mùa, trong vụ này ha. Chung là đêm mùa nước này là cái mùa cá, mùa thu hoạch của anh em đam mê môn này ha. Em cũng cố gắng làm sớm nhất để hoàn thành, để trả kịp đơn cho mấy anh. Là có chậm trễ mong mấy anh thông cảm nha. Mong anh thông cảm cho em ha. Tại vì em cố gắng hết sức nha anh em, tại vì em làm có một mình thôi. Nhưng mà làm rất là cẩn thận chi tiết để đảm bảo hiệu quả cho anh em, nên tiến độ nó sẽ hơi chậm lên chút xíu ha, mong anh em thông cảm ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha. Và cũng xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những công án tiếp theo nha anh em.